Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với chuyện hồng xe hơi. Nếu anh chị lần đầu xem video thì kênh em đa phần chủ yếu về báo giá khuyến mại, giá lăn bánh của một số đầu xe mới hay là xe cũ mà bên em đảm bảo về chất lượng cũng như là dịch vụ phục vụ tốt nhất dành cho anh chị quý khách hàng đang có nhu cầu tìm mua xe tại thị trường Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang và một số tỉnh lân cận. Trong video này thì em sẽ làm về mẫu Honda City. Hiện nay thì Honda City là sedan hạng B đang được bày bán tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản. Cao cấp nhất là bản RS, giá niêm yết của nó là 599 triệu. Bản thường sẽ là bản City L 569 triệu và bản thấp là City G 529 triệu. Hiện nay thì với Honda thì sẽ áp dụng chung gần như là sẽ na ná khuyến mại dành cho cả 3 phiên bản. Giảm đâu đó khoảng từ 25 đến 30 triệu đồng tiền mặt. Và tất nhiên chúng ta sẽ có khoảng 20 đến 25 triệu tiền phụ kiện kèm theo. Tuy nhiên các bác lưu ý giúp em là 20-25 triệu phụ kiện này sẽ không quy đổi được và sẽ là theo giá của đại lý Honda cung cấp cho thị trường nhé. Thời điểm này thì giá City nó so với sedan hạng B ấy, thì nó sẽ gần như là cao nhất phân khúc. Accent hay Vios thì sẽ có giá mềm hơn một chút. Em sẽ làm một cái video cập nhật riêng. Hiện nay thì anh chị tham khảo Honda City, chúng ta lăn bánh sẽ đâu đó vào khoảng với phiên bản City RS thì khoảng 635 đến 640 triệu đồng ở tỉnh địa phương như là Bắc Ninh, Bắc Giang. City L sẽ lăn bánh đâu đó vào khoảng gần suýt soát 600 triệu nhé. Bản G thì thật sự là khá là ít xe và số lượng bán không nhiều nên mình có thể cân nhắc tham khảo thêm. City thì nó có ưu điểm về thương hiệu, về thiết kế nội ngoại thất. Hiện nay thì City nó theo đánh giá của em nó là xe đẹp nhất phân khúc hạng B. Tuy nhiên thì đánh đổi cho nó thì mình sẽ bỏ ra một cái giá khá là cao, đắt hơn đâu đó vào khoảng 30 đến 40 triệu cho những xe cùng phân khúc. Hiện nay thì cũng có khá nhiều mẫu gầm cao và giá tiền nó cũng tương đương, thậm chí nó rẻ hơn như Toyota Razor hoặc là Sonet. Thì mình có thật sự là có rất nhiều lựa chọn. Tuy nhiên thì khách hàng Honda vẫn là một tập khách hàng khá là riêng. Nên là mình đang có nhu cầu thì vui lòng alo trực tiếp cho bên em để được tư vấn hỗ trợ một cách tốt nhất nhé, để mình lựa chọn phiên bản. Rồi, xin chào, hẹn lại trong những cái video báo giá nhanh các đầu xe tiếp theo.